Đây này hỏi nè. Duy ơi, tại sao Nhật cần 20 năm, Hàn Quốc cần 10 năm để phát triển kinh tế top 1, top châu Á, còn Việt Nam mình 46 năm rồi mà vẫn bị nghèo vậy? Vì chính sách hay dân trí vậy? Tại vì mày ăn bã có phản động chứ gì? Thứ nhất, thằng Nhật á, là nó giàu sẵn rồi con. Nó chỉ phục hồi kinh tế thôi chứ sao mà dùng chữ nó phát triển kinh tế được. Đúng không? Đúng không các bạn? Bạn nói Nhật phát triển kinh tế là bạn cắn bã rồi. Nhật nó phục hồi kinh tế, ok. Đó. Nên Nhật mày đã mạnh rồi mà bị mày quýnh lộn mày thua, mày bị sụm trong vòng mấy năm đó đó rồi mày phục hồi thì không gì để bàn cả. Ok. Còn Hàn Quốc, đúng không? Còn Hàn Quốc nè, nói cho mày nghe. Hàn Quốc á, mày Hàn Quốc 10 năm hả bà? Hàn Quốc 10 năm hả? Cái vấn đề Hàn Quốc là nó đã có sẵn bộ sậu rồi. Cái bộ sậu là Samsung, Hyundai, Daewoo rồi đó bà. Cái bộ sậu đó nó có sẵn rồi, đó là cái nhất. Cái thứ hai á, là dân Hàn Quốc á, là lúc đó là người ta cũng có sự cố gắng, ok. Và cái thứ ba nữa đó là người ta phải đánh đổi bằng một cái giá là đi đánh lộn mướn đi bán dâm, ok. Rồi để người ta phát triển kinh tế thì Hàn Quốc thì nó giỏi thật, nhưng mà nó không bị cấm vận, đúng không? Nó không bị cấm vận, nó không bị chiến tranh lẻ tẻ. Còn mày Việt Nam mà mày dùng chữ 46 năm là mày cũng ngu nữa, mày ăn cái bả tiếp theo nữa trong một cái câu comment của mày thôi, mày ăn quá nhiều bả. Nó tao nói cho mày nghe, Việt Nam từ năm 75 tới năm 95 là coi như lúc đó là bỏ khỏi phát triển kinh tế gì cả, đúng không? Lúc đó là lo thù trong giặc ngoài không à, phát triển kinh tế cái gì, đúng không? Từ 95 tới năm 2000 là coi như là mới mở mắt, là mấy năm đó cũng như bỏ luôn. Từ năm 2000 tới bây giờ là 20 năm, 20 năm có thành tựu vậy mày muốn gì nữa con, đúng không? Mà dân Hàn Quốc thì bao nhiêu, dân Việt Nam thì bao nhiêu? Việt Nam thì nó cả 100 triệu dân mà trong đó trẩu tre thì một nùi, mà phản động thì một đống, đúng không? Phải, nói chung là nó có những cái đối tượng nó kéo lại à, vậy thôi. Em phải hiểu như vậy nó mới chuẩn, phải không? Chứ em không thể nào hiểu cái cách nói mẹ em 46 năm là thế nào. 46 năm không có phe, không có phe cho Việt Nam, không công bằng cho Việt Nam, ok. Nó tính từ giải phóng tới giờ thì mình mới nói nó ăn bã có phản động chứ gì nữa. Đâu giải phóng xong rồi lo xây dựng chính quyền, tái thiết đất nước, ổn định đất nước đồ này nọ kia. Bạn coi áp cho nó tăng 46 năm sau nó bằng Việt Nam bây giờ hay không? Ở đó nữa. Một đống thằng phản. Giống như Taliban bây giờ cũng có một đống thằng phản Taliban, mình dùng chữ phản Taliban nha các bạn. Đó, mà giờ Taliban phải giải quyết cái đám đó mà chuẩn bị Mỹ cấm vận phát một, nó phải giải quyết đầu Mỹ nữa. Rồi giải quyết nội chiến trong đất nước nữa, không biết nước ngoài có nào xâm lược không, đúng không? Thôi giải chiến ngoại xâm lùm lum la hết đó. Bởi vì thường thường mấy bạn mà dốt xử á, là mấy bạn nói gì ra nó cũng bị hở đó. Lấy Việt Nam Cộng Hòa ra mà so sánh ha. Mỹ mà rút quân thì Triều Tiên có đập Hàn Quốc không anh? Dễ gì không? Thống nhất. Đúng không? Triều Tiên sẽ thống nhất Hàn Quốc, nhưng mà thống nhất bằng thứ nhất là giờ nó miệng chịu thôi, còn không chịu quýnh. Tóm lại Việt Nam đứng trên đống tro tàn, đúng, cái xuất phát điểm của Triều Tiên nó còn hơn Việt Nam. Cái xuất phát điểm của Triều Tiên năm 1950 so với Việt Nam năm 1950, Triều Tiên nó còn hơn Việt Nam. Ở đó đùa. Sao Trung Quốc ngày xưa không cho Triều Tiên một bài học ta? Sao dám? Má cho Triều Tiên bài học, Triều Tiên nghiêng về Mỹ cái nữa bỏ mẹ Trung Quốc luôn. Sao Cuba vẫn bị Mỹ cấm vận sau từng ấy năm hả anh? Tại Mỹ nó thù dai em. Bom đạn tàn phá gần hết miền Bắc về thời kỳ đồ đá còn đâu mà phát triển. Thì chuyện đó đương nhiên. Khổ thấy bà luôn. So vậy mà so nữa. Triều Tiên hổ báo do có vũ khí hạt nhân, chắc chưa xảy ra chiến tranh thật sự. Triều Tiên Triều Tiên thắng được Hàn Quốc, Đông Anh sao biết không thắng? Bây giờ đừng có nào xâm lược đi, sao biết không thắng? Cái vũ khí là một phần, tinh thần chiến đấu mới là phần còn lại. Bây giờ mấy Showbiz Hàn Quốc nó tối ngày nó ăn nó phẫu thuật thẩm mỹ không à, bây giờ kêu nó cầm súng thiệt ra chiến trường có thèm đi không? Hay đu cạn cha nó hết rồi, đúng không? Bây giờ tôi hỏi bạn là Triều Tiên đu đi đâu? Nhưng mà Hàn Quốc thì nó có chỗ đu,
Đó. Bây giờ nếu mà chiến tranh nổ ra một cái thì họ phải có sự tính toán cho họ. Một là bung tiền mướn lính đánh thuê, còn hai là thôi thằng nào ở ở thằng nào đi đi. Đó. Vậy thôi. Nên em phải Triều Tiên ăn bo bo lâu rồi, không sao đâu. Hàn Quốc bây giờ ăn mì kim chi đồ hen. Chơi gì K-pop đó không, K-pop đồ. Rồi phẫu thuật thẩm mỹ đồ hen. Xong rồi hậu vệ mặt trời đồ hen, không biết sao đây. Triều Tiên chạy sang Trung Quốc, ôi chạy cái búa. Ông Hàn Quốc qua được biên giới không rồi chạy ba. Trời ơi, tôi nói thiệt đó, nếu mà giờ buông ra quýnh lộn kịch bản y chang như năm 50. Nếu mà Mỹ không có đó. Thằng Mỹ không có đó, nó quýnh ra tới Busan không biết à. Nếu Triều Tiên xài hàng cấm với Hàn Quốc thì Mỹ có khả năng dùng vũ khí hạt nhân tấn công Triều Tiên không anh? Ai biết? Ai biết quan trọng mối tình của Mỹ lúc đó với Hàn Quốc nó như thế nào? Và cái vị trí Hàn Quốc nó có quan trọng đối với Mỹ nữa hay không? À, ngày xưa ông nội Kim Jong Un hỗ trợ cho quân Cụ Hồ đánh đuổi đế quốc Mỹ thì giờ mình cũng nên giúp lại nó đánh đuổi ngoại xâm chứ anh. Giúp đỡ có nhiều cách giúp đỡ, giờ trả gạo rồi, ông trả gạo trả này trả kia đồ nhiều rồi ba. Còn bây giờ mẹ là ngoại giao chơi phải khôn chứ. Ô, ngoại giao phải đi hai hàng chứ, tự nhiên ngoại giao kiểu như mày hèn chi mày là mướn phải rồi. Bây giờ tao làm chủ mày là mướn, tao dạy mày phải nghe cấm cãi. Ô, bây giờ mình vừa chơi Hàn Quốc vừa chơi Triều Tiên thiệt chỗ nào, chả có gì thiệt cả. Mà đó là cái khôn, mà nhờ cái khôn đó đó thì ông Donald Trump với ông Kim Jong Un mới chọn Hà Nội là điểm đến, hiểu không? Mày thấy ghê chưa, mày thấy Việt Nam này ghê chưa đó. Việt Nam này chơi với Israel mà chơi với Palestine luôn. Ồ, mà căng này, hơi kinh nè. Không, Việt Nam chơi với Trung Quốc mà Việt Nam chơi luôn với Đài Loan, mà Việt Nam chơi Triều Tiên mà Việt Nam chơi luôn Hàn Quốc. Đó là đỉnh cao ngoại giao của Việt Nam. Mẹ tổ phụ mày đu càng rồi chưa học được bài học đó, đúng không Minh Khoa Lê? Bởi vì anh nói thiệt đó, em chỉ thuộc dạng là làm mướn kiếm tiền bỏ mõm thôi, chứ còn nói về cái cách sống và cách ứng nhân đối nhân xử thế bang giao quốc tế rồi đó, em quá non. Việt Nam chơi vậy nó mới ngầu, không ai không chơi hết á. Bởi vì Hàn Quốc mới đầu tư vô Việt Nam nhiều. Không, Triều Tiên này nọ thiếu thốn cho gạo xong về tiền. Không, quá Việt Nam rất thân với Cuba nhưng mà quan hệ với Mỹ cũng đỉnh, nó làm gì nhau? Không làm gì nhau hết đó. Thế mới ghê. Cuba đồng chí, ừ, mà không phản bội đồng chí. Mỹ giờ đối tác chiến lược. Kỳ vậy ta. Kỳ vậy ta. Giờ cùng lắm, ừ, mình xuất khẩu qua Mỹ, mình lấy tiền lời đó, giờ mình mua gạo tặng Cuba, ừ, đẹp cả làng. Xong Cuba tặng thuốc lại cho mình, đúng không? Mình tặng gạo cho Triều Tiên. Triều Tiên có bí mật quốc phòng hay hay chia sẻ Việt Nam một tí. Đúng không? Tại sao kèo thơm vậy ông Hốt? Mày đi chọn phe. Ê, vậy mà tụi nó nghe nờ tặc nói Việt Nam không có ăn đi cho Cuba kệ. Đâu mấy khách ở nhà tao bỏ đói con tao, tao cho hàng xóm đó làm gì nhau. Chuyện đó đậu, cái chuyện đó tôi thấy bình thường. Thí dụ như ok. Phải không? Thí dụ như bây giờ tôi thấy ok, ở nhà tôi mẹ lỡ con tôi ăn cơm với mắm. Nhưng mà tôi có con cá tôi tặng cho hàng xóm, đó chuyện của tôi bình thường, văn hóa Việt Nam thấy không gì lạ hết. Mấy khách tới nhà không gà cái thịt chó. Còn mẹ nó đu càng lâu quá trời rồi, nó ăn welfare của tao biết nói chuyện nghe khùng. Đúng không các bạn? Thí dụ giờ nhà các bạn có con gà thôi mà có khách tới chơi. Đúng không? Mà người khách đó ngày xưa tao từng giúp đỡ bạn này kia thì bạn phải làm thịt con gà đó là bạn đãi chứ sao? Rồi sau này bạn ăn gì kệ bạn. Chuyện nói chuyện bình thường. Chứ không lẽ giờ khách tới nhà thôi mà nhịn đói đi, tao có con gà để mai tao ăn hả? Rồi vậy mày chơi vậy được, mày chơi với ai được? Đó. Đó là cái truyền thống văn hóa tốt đẹp người Việt Nam. Nếu mà tôi nằm vậy, tôi nằm trong kèo đó tôi cũng làm vậy thôi. Bớt xàm. Đó. Tao đã bánh ít đi bánh quy lại, có mấy ký gạo thôi làm mới ghê. Đó, mình chơi vậy đó, Mỹ nó thấy mình, nó thấy mình chơi đẹp quá nó mới cảm động, nó mới cho nhiều vaccine đó các bạn. Đó, nó mới cho nhiều vaccine chứ. Mà mỗi lần á, mà kể như là phó tổng hay là tổng thống Mỹ gì qua bên Việt Nam á,
là kiểu gì kiểu cũng phải ra ra hòn trúc bạch mà thắp nhang hay là viếng hay là gì đó. Trời ơi, một cái nét cờ nó khá là sâu cay đó các bạn. Tụi nó nói Tết Mậu Thân là đang nghỉ Tết mà đánh lén em đam lại bắn B-52 vào Giáng sinh, có phe đúng không anh Duy? Không, không có đúng. Tụi nó đang đứng trên góc độ của Việt Nam Cộng Hòa nó đam. Mày lôi Mỹ ra làm chi ba? Mỹ đang ngủ ở nhà, mẹ nó đâu có dính gì tao vụ này đâu. Nói vậy nè, mẹ quýnh lộn mà đi nghỉ Tết là ngu. Vậy thôi, chịu thôi chứ giờ sao? Bây giờ mày vẫn, bây giờ con trai nó rủ mày vô khách sạn, nó nói là thôi giờ mình im vô đó đi, anh không có làm gì em đâu. Rồi xong rồi em chịu, em vô, em ngu em chịu thôi chứ giờ em báo ai? Không lẽ giờ ra tòa nói ừ tôi lỡ tin nó nói là vô nó không làm gì tôi đâu. Mà giờ tự nhiên về 3 tháng tôi có bầu. Rồi giờ sao? Cả thiên hạ chửi mày ngu luôn. Cả thiên hạ chửi nhớ nó ngu, nó nói gì mày cũng tin nữa hả? Tao cũng chả biết có nói không có nói, nhưng mà đang quýnh lộn, đang dầu sôi lửa bỏng mà đi nghỉ mày về mày ăn Tết là thấy độ khôn của mày rồi. Tao cũng miễn bàn luôn. Giờ thắng làm vua, thua làm giặc cỏ, tao chứ biết sao giờ. Giống như giờ đi quýnh bài tiến lên. Nó đang trong giai đoạn gió tanh mưa máu. Thôi mày xuống heo đi, tao không có chặt đâu. Cái xong rồi xuống heo thiệt, đạp cho cái tứ quý. Đây sao mà nói mày không giữ lời? Mày ngu mày chịu tao chứ sao giờ? Tự nhiên đang quýnh bài mà nói mày xuống heo đi, tao không chặt. Tao tin mày tao xuống. Bây giờ mày chặt tao vậy thấm trong nhang. Đúng là kiểu mà má, khi mà phản động nói về chính trị ai. Trận trận Mậu Thân đánh lén mà còn thua. Ủa thua sao tao lôi Mỹ vô Paris? Mày trả lời tao coi, tàu Am An. Ủa thua sao tao lôi Mỹ vô Paris? Không trả lời tao điểm này đi. Ông mới thua chắc giờ người đu càng là tao rồi, mà không biết tao có ra ra, ra đời không nữa. Đúng không bạn, trận Mậu Thân mà thua là giờ tôi là người đu càng mà nó là người ở lại rồi đó. Giờ thấy ngược ngược nha, tôi chỉ hỏi bạn đơn giản thôi, nếu mà trận Mậu Thân thua sao tôi lôi được Mỹ ra Paris mà đạp cho Việt Nam Cộng Hòa rớt ghế không ngồi được Paris luôn đó. Trả lời lẹ đi ha. Vậy anh đi Hàn chưa anh? Trời anh đi Nhật rồi anh thèm đi Hàn chi em? Anh chỉ hỏi em rồi đó, anh đi Nhật rồi anh thèm đi Hàn làm gì? Đi ngắm cảnh hả? Còn trẻ mà, ngắm cảnh đây già già rồi đi. Vì ê cờ vàng ba sọc đỏ là của hai bà Trưng và vua Thần Thái, mà nền vàng là của hai bà Trưng, còn còn ba sọc là của vua Thần Thái, mày biết không? Á đù, em nhỏ này nãy mày kêu cái thằng này gì không biết gì cũng livestream, ai ngờ phản động con hả mày, thì ra lo nãy chữ lộn của em, xin lỗi ba mẹ của em avatar nha, đâu có chơi hình sao để cho phản động lấy mặt của em làm avatar, anh đâm lộn của em quỷ à. Trời ơi phản động con giờ đơm này, cái gì giờ ở gì cờ vàng ba sọc đỏ của hai bà Trưng gì đó, mày đưa cái mày đưa cho tao lá cờ của hai bà Trưng với ông vua Thần Thái tao coi thử coi mày có liên quan con mẹ gì không, mày quýnh 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 thua tao xé cờ mày được không? Không có liên quan gì bạn. Ok bây giờ ok mày nói gì tao không cần biết, nhưng mà giờ mày quýnh thua đúng không, tao xé cờ mày, tao bỏ tao làm vẻ cờ người thắng cuộc đưa lên vậy thôi chứ làm sao. Tự nhiên bây giờ mày nhồi sọ tao gì nhức đầu vậy, cái gì mà cờ mà vua này vua kia đồ cái này gì, bây giờ trao ấn trả kiếm là gọi là xong vua rồi đó đúng không bạn, trao ấn trả kiếm là xong vua, cờ là miễn bàn dẹp quan bên, giờ cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong mùa xuân đại thắng. Chịu không chịu thì thôi mày, chịu trở lại không chịu đu càng. Vậy thôi mệt. Hiệp định Paris là sao rồi, rồi trận Mậu Thân CS chết như rạ, hiệp định Paris năm 69 mà sau này sao cái đầu mày chứ sau này. Hiệp định Paris là từ năm 68, trận Mậu Thân xong năm 69 đập định Paris đó. Cái trận đó là khe xanh là bị mẹ sang chấn tâm lý rồi mới ra được được cái đó. Ở đó xạo xạo. Còn chết sống gì không cần biết, quan trọng khỉ khô gì, chiến tranh là phải có đau thương. Đúng không? Một bên vũ khí yếu nhưng bên vũ khí mạnh, bên bỏ sĩ, bên bỏ lẻ. Người ta không sợ cái chết, người ta chấp nhận cái chết, người ta giải phóng dân tộc đó, người ta đẳng cấp.
còn mày sợ chết mày mới đu càng, không sợ chết là tử chiến đi con, vậy thôi. Sồn sồn gì phản động, bây giờ mình nói với bạn phản động nghe, không phải là mình xét lịch sử, cuộc đời của Dương Nguyễn không phải xét lịch sử, nhưng mà nói chuyện theo cách của các bạn đúng không? Thì bây giờ ông Dương Văn Minh ông kêu gọi đầu hàng thì bạn nói thôi giờ tổng thống này vi hiến tôi chả nghe lời ông luôn, thì chơi tiếp đi, mắc gì phải bỏ, mắc gì phải cởi áo bỏ quần cởi giày để mà chạy trốn, vậy ai sợ chết bạn? Cái người không sợ chết người ta mới là đáng vinh quang, chứ mà còn cái người mà giặc chưa tới nhà nó bỏ chạy rồi á thì ok, cái chữ giặc mà tôi nói theo kiểu mà mày hay cà khịa nha đó nha các bạn đó, mày đã bỏ chạy cha nó rồi thôi, cái dân nào bất hạnh lắm mới bầu ra chính quyền như mày. Ủa mà chính quyền mày đâu có bầu, tao quên chính quyền của bạn không có bầu nha, chính quyền của bạn là tự sướng tự úp luôn. Gì à, nói chung mày hiểu rất rõ cảnh sát hả, nhưng chẳng hiểu gì về miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, năm 75 tướng tự giận rất nhiều mà kêu người ta sợ chết. Thôi bây giờ mày bàn chuyện lịch sử, mày bàn chuyện tướng tá đồ, mày bàn chuyện chiến tranh này nọ mà giờ mày viết chữ tự giận vậy thôi có gì đâu để bàn em, mà những thằng như mày cũng nên tự giận luôn á. Nó tự giận theo nghĩa đó, mẹ tự giận là gì, tự giận mình đó hả, mình tự giận mình là tài hèn chí mọn mà đi làm tướng á hả, hả đúng không, tự giận mình là mình tướng mà thuộc dạng tướng mà tướng bỏ chạy hả, tướng gì, tướng tướng gì mà chạy từ 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 Huế rồi vô Đà Nẵng, Đà Nẵng là đi vô như Nha Trang, ủa Nha Trang xong đi Phan Rang, Phan Rang xong vòng vô Sài Gòn, xong rồi tướng nào chạy từ từ Cao Nguyên từ Buôn Mê Thuột vậy đó, chạy lũi 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 đâu cũng về Phan Rang đó, tập kết ở Phan Rang làm lá chắn thi khô đó, quýnh thua luôn mấy tướng đó hay sao. Mà đúng là tướng là nên tự giận, thì cái tự giận mình nó binh hùng tướng mạnh mà giờ đánh tối ngày chạy không đó, mà kêu người ta sợ chết thì đồng ý với mày đó, tự giận thì tao không có đam mày chữ tự giận, nhưng mà giờ họ không sợ chết sao chạy đúng không, không sợ chết thì không có chạy, mày chạy là chắc chắn là sợ rồi bàn cãi gì nữa. Còn thí dụ như mày chạy mà mày hồi mã thương thì ok là mày thắng, còn này mày chạy xong mày chạy luôn mày đâu mất tiêu không ai biết cũng được sao hết trơn trọi đó đúng không. Nên cái chuyện mà bây giờ mày nhận định lịch sử mà mày nói không, chuyện không sợ chết rồi tao cũng thôi, tao thua, tao thua sợ đó đại, sợ con người ai sợ chết cả, cái chuyện sợ chết là chuyện bình thường đúng không, nhưng mình sợ thì mình nói mình sợ thôi. Chừng nào Việt Nam lấy lại Trường Sa đã mất trong tay Trung Quốc năm 88 anh, 77 Trường Sa là mất năm 88, mày gạt ma, nói chữ gạt ma thôi chứ Trường Sa là không có mất nha ba đó, còn khi nào lấy để cho nhà nước lo, chuyện này lớn quá sao tao lo được. Còn mấy thằng cái mỏm như mày có lo được gì không hả, có cao kiến gì không,